Thưa quý vị, sáng nay ngày 24 tháng 10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 tiếp tục bàn thảo trực tuyến nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến công tác tư pháp và phòng chống tội phạm. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Đối với dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến, những ý kiến góp ý có tính gỡ mở và đặt ra yêu cầu cao, mở rộng và chất lượng hơn đối với phiên tòa trực tuyến như thí điểm tổ chức phiên tòa. Giải trình ý kiến cần thận trọng, chặt chẽ khi đưa vào dự thảo nghị quyết. Tham khảo kinh nghiệm của các tòa án quốc tế, đảm bảo nguồn lực, ứng dụng công nghệ thông tin. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã giải trình, làm rõ trước Quốc hội những vấn đề trên. Về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, nhiều đại biểu nhận định công tác này vẫn được thực hiện hiệu quả trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Phát biểu tại điểm cầu Đà Nẵng, đại biểu Trần Chí Cường cho biết, theo báo cáo của chính phủ, hầu hết các loại tội phạm đều giảm nhờ vào sự quyết liệt của các ngành chức năng và địa phương. Tuy nhiên, đại biểu Trần Chí Cường cho biết các loại tội phạm khác cũng đang gia tăng do ảnh hưởng của COVID-19. Với sự ảnh hưởng vô cùng to lớn của dịch bệnh COVID-19, nhất là tình trạng lợi dụng dịch bệnh để phạm tội, tình trạng mất việc làm, thất nghiệp gia tăng sẽ kéo theo nhiều vấn đề xã hội trong thời gian đến. Trong đó có các hành vi vi phạm pháp luật, các hành vi xâm phạm tài sản, xâm phạm sở hữu sẽ có khả năng tăng cao và phát sinh nhiều hành vi, thủ đoạn phạm tội mới. Mặc dù trong báo cáo của chính phủ cũng đã đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để giải quyết vấn đề này như bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ, giải quyết những khó khăn về đời sống của nhân dân do tác động của đại dịch Covid, v.v. Tuy nhiên, tôi đề nghị chính phủ cần quan tâm hơn đến công tác dự báo tình hình tội phạm trong thời gian tới và có giải pháp mạnh mẽ, cụ thể và sát hợp hơn nữa để kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý các vấn đề này trong thời gian đến, nhất là công tác phòng ngừa. Ngoài ra, hiện các loại tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông diễn ra phức tạp và nghiêm trọng, lôi kéo hàng triệu người tham gia, nhất là thế hệ trẻ. Đại biểu Trần Chí Cường đề nghị chính phủ cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn về việc quy định các chế tài, các biện pháp để các ngành chức năng vào cuộc xử lý nghiêm hành vi vi phạm nêu trên.